Trái đất, hành tinh mà chúng ta gọi là nhà, nơi nuôi dưỡng mọi sự sống. Nhưng loài người hiểu biết về trái đất thậm chí còn ít hơn ngoài vũ trụ. Tại sao lại có những rung động kỳ lạ xảy ra trong lớp vỏ trái đất cứ sau 26 giây một lần, giống như nhịp tim của hành tinh? Bí ẩn lỗ hổng 3 triệu km vuông trên Ấn Độ Dương ra sao? Phát hiện gây sốc, mặt trời đi vào trạng thái ngủ đông, liệu có khiến trái đất mở ra kỷ băng hà mới hay không? Đó là những câu hỏi đang khiến các nhà khoa học đau đầu tìm câu trả lời. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là chìa khóa dẫn đến những thảm họa khó lường? Bí ẩn đằng sau việc trái đất rung chuyển cứ sau 26 giây một lần. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1961, nhà địa chất Oliver lần đầu tiên phát hiện ra rung động định kỳ này. Ông tin rằng nó đến từ lòng đất của mảng Đại Tây Dương. Ông cũng tin rung động sẽ mạnh hơn ở bán cầu Nam vào mùa đông. Tuy nhiên, giới khoa học hiện nay lại nói rung động thường xuyên định kỳ này là các trận động đất nhỏ cũng đã bị thu hẹp từ Đại Tây Dương đến phần lớn bề mặt của vịnh Guinea ở Tây Phi. Lý thuyết hiện tại cho rằng động đất thực chất là sự giải phóng năng lượng từ lớp vỏ dẫn đến sự xuất hiện của sóng địa chấn. Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân có thể hình thành các trận động đất nhỏ. Ngoài các hoạt động của lớp vỏ, núi lửa phun trào, các vụ thử hạt nhân, thì thậm chí cả các hoạt động của con người cũng có khả năng dẫn đến những trận động đất yếu. Nhưng những trận động đất này không theo chu kỳ, và đây là lần đầu tiên các nhà khoa học gặp phải tình trạng trái đất rung chuyển cứ sau 26 giây một lần. Về nguyên nhân của rung động, giới khoa học vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích rõ ràng trong rất nhiều thập kỷ nghiên cứu. Nhưng có một số nhà khoa học cho rằng thủ phạm của rung động thực sự là mặt trời, cách xa 150 triệu km. Gareth Euler, một nhà khoa học tại Đại học Washington, tin rằng do vịnh Guinea gần xích đạo và mặt trời tác động lên xích đạo nhiều nhiệt hơn những nơi khác, nên các dòng hải lưu gần xích đạo sẽ thường xuyên va vào bờ biển của vịnh Guinea, gây ra những trận động đất siêu nhỏ. Tình huống này giống như khi bạn gõ nhẹ vào mặt bàn, thì đầu kia của mặt bàn sẽ rung lên. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lời giải thích này. Nhóm các nhà khoa học của Trung Quốc lại tin rằng nguồn gốc của vi địa chấn rung 26 giây không phải là sóng đánh vào thềm lục địa, mà là hoạt động của núi lửa. Bởi vì có một ngọn núi lửa trên đảo gần vịnh Guinea và núi Aso của Nhật Bản cũng đã từng gây ra các trận động đất nhỏ. Thế nhưng, cả hai cách giải thích này đều không giải quyết được một vấn đề. Đó là nếu các trận động đất vì mô định kỳ là do sóng biển hoặc hoạt động núi lửa gây ra, thì tại sao điều này lại không xảy ra ở những nơi khác trên trái đất? Tại sao lại có động đất ở dưới lòng đất vịnh Guinea? Trái đất có nhiều khu vực gần xích đạo giống như vịnh Guinea và cũng có rất nhiều khu vực gần núi lửa. Vậy, tại sao những trận động đất định kỳ như vậy chỉ xảy ra ở đây? Trên thực tế, trong lĩnh vực khoa học, từ lâu đã có câu nói loài người hiểu biết về vũ trụ hơn trái đất. Bởi vì muốn lên vũ trụ thì con người chỉ cần đạt tốc độ vũ trụ cấp xấp xỉ bằng 7,9 km trên giây. Nhưng muốn khám phá bên trong trái đất thì nó lại đòi hỏi phải khoan sâu xuống đất. Cho tới tận ngày nay, những lỗ sâu nhất do con người khoan mới chỉ đạt độ sâu chưa đầy 13 km và nó thậm chí còn chưa xuyên qua lớp vỏ, chứ đừng nói đến lớp phủ và lõi. Sở dĩ xảy ra hiện tượng này là do nhiệt độ bên trong trái đất quá cao, tầng đá quá cứng. Khi mũi khoan chạm tới độ sâu 10.000 mét, lực hấp dẫn của chính nó và lực hấp dẫn của trái đất đã lấn át mũi khoan. Và khi đó, việc khoan sâu hơn vào bên trong trái đất sẽ giống như việc bạn dùng sợi bún để chọc thủng đá. Còn nếu bạn nghĩ đến việc khoan từ đáy biển thì lại càng không thể, bởi vì nơi sâu nhất của rãnh Mariana cũng chưa đầy 12 km. Trong khi đó, độ dày trung bình của vỏ trái đất lên tới 37 km. Do đó, việc khoan lỗ từ đáy biển dưới áp suất cao của nước biển là rất khó và có nhiều nguy hiểm khó lường tới. Do đó, trong tương lai gần, trước khi có một bước đột phá lớn trong công nghệ vật liệu, con người thực sự không thể khám phá bên trong trái đất. Và những điều chưa được giải quyết bên trong trái đất sẽ vẫn còn trong giai đoạn bí ẩn chưa được giải quyết trong một thời gian dài. Bí ẩn lỗ hổng 3 triệu km vuông trên Ấn Độ Dương. Có thể nhiều người nghĩ trái đất là một quả cầu có hình dạng hoàn hảo. Đặc biệt, khi nhìn vào mặt cắt của hành tinh từ bên ngoài bầu khí quyển của nó, mọi bức ảnh chụp hành tinh mà chúng ta đã xem
đều khiến nó trông giống như một vòng tròn hoàn hảo. Tuy nhiên, sự thực không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, có những khu vực phẳng hơn nhiều so với những khu vực khác. Thậm chí, giới khoa học còn xác định có một lỗ hổng trọng lực khổng lồ ở giữa Ấn Độ Dương. Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, các vật hút các vật khác bằng một lực xác định bởi khối lượng của chúng và bình phương khoảng cách giữa chúng. Nói một cách đơn giản, khối lượng càng lớn thì lực hấp dẫn càng lớn, càng gần vật thể thì bạn càng bị ảnh hưởng bởi nó. Có thể nhiều người cho rằng lực hấp dẫn trên trái đất là đồng nhất, nhưng không phải vậy. Điều này là do khối lượng của hành tinh không được phân bố đều như một quả bóng cao su đặc. Thay vào đó, chúng ta có những ngọn núi và rãnh, cùng rất nhiều vật thể và cấu trúc bí ẩn khác nằm dưới chân chúng ta, và phình ra ở đường xích đạo, gây ra một lực hấp dẫn khác nhau trên bề mặt. Lực hấp dẫn của trái đất không nhất quán do bề mặt không bằng phẳng của nó gây ra sự thay đổi mật độ, tạo ra lực hấp dẫn dao động được gọi là geoid. Sâu bên dưới Ấn Độ Dương, tồn tại một dị thường hấp dẫn phi thường, một lỗ trọng lực khổng lồ trải rộng khoảng 3 triệu km vuông. Nơi này có trọng lực thấp hơn so với bất kỳ nơi nào trên trái đất. Giới khoa học gọi lỗ hổng trọng lực với tên khác là vùng trọng trường thấp Ấn Độ Dương, IOGL. Các nhà khoa học đã nhận thức được sự bất thường về lực hấp dẫn đáng chú ý này trong một thời gian. Thông qua các cuộc khảo sát trên tàu và các phép đo vệ tinh, họ đã phát hiện ra sự chênh lệch của mực nước biển. Tuy nhiên, nguyên nhân của lực hấp dẫn suy yếu này vẫn còn khó nắm bắt. Một nhóm các nhà khoa học từ Trung tâm Khoa học Trái đất tại Viện Khoa học Ấn Độ tin rằng họ đã có câu trả lời cho bí ẩn khổng lồ dưới Ấn Độ Dương. Họ đã tái tạo lại 140 triệu năm qua các chuyển động kiến tạo màng và chạy các mô phỏng trên máy tính để truy tìm nguồn gốc của lỗ trọng lực. Họ phát hiện ra rằng một số phần của các mảng kiến tạo đã chìm qua lớp phủ bên dưới châu Phi, tạo ra các chùm magma từ bên dưới Ấn Độ Dương. Các nhà khoa học Ấn Độ giải thích rằng sự tương tác của các quá trình này bên dưới Ấn Độ Dương có thể xác định vị trí và hình dạng của IOGL. Theo các nhà khoa học Ấn Độ, hơn 1.000 km bên dưới lớp vỏ trái đất, tàn dư của một đại dương cổ đại, lạnh giá và dày đặc, chìm xuống bên dưới châu Phi khoảng 30 triệu năm trước, dẫn đến một nghĩa địa vật liệu rộng lớn. Sự tương tác của vật liệu đại dương cổ đại này với magma nóng chảy xung quanh được cho là nguyên nhân tạo ra geoid. Mặc dù nhìn trên bề mặt đại dương, chúng ta khó mà thấy được sự khác biệt của sự thiếu hụt lực hấp dẫn này. Theo các nhà khoa học dự đoán, khó có khả năng các chùm magma siêu nóng bên dưới ngừng hoạt động trong vài triệu năm tới. Cho đến lúc đó, hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm hiểu thêm về các vùng trọng trường thấp và nguyên nhân chính xác của các lực hấp dẫn khác nhau trên khắp hành tinh của chúng ta. Phát hiện gây sốc. Mặt trời đi vào trạng thái ngủ đông, liệu trái đất có mở ra kỷ băng hà mới? Trong vũ trụ rộng lớn bao la, mặt trời dường như luôn là đồng minh đáng tin cậy nhất của trái đất. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy mặt trời dường như đang bước vào trạng thái giảm hoạt động đáng kể. Phát hiện gây sốc này đặt ra một câu hỏi hấp dẫn. Có phải chúng ta đang đi tới một kỷ băng hà mới? Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự khám phá không gian của con người, sự hiểu biết của chúng ta về mặt trời ngày càng sâu sắc hơn. Mặt trời là nguồn sống của vạn vật trên trái đất và năng lượng của nó duy trì nhiệt độ, khí hậu của trái đất. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy mặt trời có thể rơi vào trạng thái ngủ đông. Điều này có thể gây ra hậu quả sâu sắc cho trái đất. Bằng cách quan sát những thay đổi về số lượng vết đen mặt trời, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hoạt động của mặt trời cho thấy những thay đổi định kỳ. Mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 11 năm hoặc lâu hơn và được gọi là chu kỳ mặt trời. Trong thời kỳ hoạt động, số lượng vết đen mặt trời lớn, cường độ bức xạ của mặt trời cũng cao. Trong thời kỳ không hoạt động, số lượng vết đen mặt trời giảm dần và cường độ bức xạ của mặt trời cũng theo đó yếu đi. Sau khi mặt trời đi vào trạng thái không hoạt động, cường độ bức xạ mặt trời giảm sẽ khiến nhiệt độ trái đất giảm xuống. Bức xạ mặt trời là nguồn nhiệt chính trong bầu khí quyển và bề mặt trái đất. Khi bức xạ mặt trời giảm, nguồn nhiệt cung cấp cho bề mặt trái đất sẽ giảm, khiến nhiệt độ trái đất giảm xuống. Sự giảm nhiệt độ này có thể gây ra những tác động không thể khắc phục được đối với hệ sinh thái, khí hậu và các sông băng tan chảy trên trái đất. Hệ thống khí hậu toàn cầu là một mạng lưới tương tác phức tạp, trong đó bức xạ mặt trời là yếu tố then chốt.
bức xạ mặt trời giảm có thể làm thay đổi mô hình lưu thông khí quyển, do đó ảnh hưởng đến mô hình khí hậu toàn cầu. Ví dụ, một số khu vực có thể có mùa đông lạnh hơn với lượng tuyết rơi nhiều hơn, trong khi các khu vực khác có thể trở nên khô hơn. Nhiều loài thực vật và động vật phát triển và sinh sản dưới điều kiện bức xạ và nhiệt độ của mặt trời. Giảm bức xạ mặt trời có thể dẫn đến hạn chế sự phát triển của thực vật, ảnh hưởng đến sự cân bằng của chuỗi thức ăn và đa dạng sinh học. Ngoài ra, thời gian ngủ của mặt trời cũng có thể cản trở thói quen di cư và sinh sản của một số loài động vật, ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh tồn và sinh sản của chúng. Việc mặt trời ngủ đông có thể làm trầm trọng thêm vấn đề nóng lên toàn cầu. Mặc dù hoạt động của mặt trời suy yếu sẽ khiến nhiệt độ trái đất giảm xuống, nhưng điều này không có nghĩa là xu hướng nóng lên toàn cầu sẽ bị đảo ngược. Sự phát thải khí nhà kính do con người gây ra vẫn là nguyên nhân chính, và việc mặt trời không hoạt động sẽ chỉ mang lại sự giải thoát tạm thời khỏi xu hướng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, nhiệt độ giảm sau khi mặt trời đi vào trạng thái không hoạt động có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, chẳng hạn như mực nước biển dâng cao và sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nguyên lý về trạng thái ngủ đông định kỳ của mặt trời và việc phát hiện ra rằng mặt trời có chu kỳ thay đổi hoạt động khoảng 11 năm, bao gồm số lượng vết đen mặt trời, hoạt động của quầng hào quang và các tia sáng mặt trời. Nguyên nhân khiến mặt trời rơi vào trạng thái không hoạt động là lĩnh vực mà các nhà khoa học vẫn chưa thể làm rõ hoàn toàn. Nhưng ngày càng có nhiều dữ liệu quan sát và thí nghiệm mô phỏng ủng hộ giả thuyết này. Nghiên cứu cho thấy, khi mặt trời không hoạt động, nó tỏa ra ít năng lượng hơn, khiến nhiệt độ trên trái đất giảm xuống. Bức xạ mặt trời giảm có thể khiến trái đất bước vào giai đoạn khí hậu lạnh, tương tự như kỷ băng hà nhỏ trước đây. Kỷ băng hà nhỏ đề cập đến khoảng thời gian từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19, khi nhiệt độ trái đất tương đối thấp. Điều này có thể tác động đáng kể đến sự sống trên trái đất và môi trường. Chu kỳ sinh trưởng của thực vật có thể trở nên ngắn hơn và độ che phủ của thảm thực vật có thể giảm, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm cho động vật ăn cỏ. Khí hậu lạnh hơn cũng có thể dẫn đến những thay đổi trong hoạt động di cư của động vật và một số loài có thể bị đe dọa tuyệt chủng. Việc trồng trọt bị hạn chế dẫn đến nguồn cung lương thực khan hiếm, nguy cơ xảy ra nạn đói và bất ổn xã hội. Điều kiện khí hậu lạnh cũng có thể gây ra sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, vì mầm bệnh lây lan dễ dàng hơn ở nhiệt độ thấp. Đồng thời, nhu cầu năng lượng của xã hội loài người cũng sẽ tăng lên, bởi con người cần nhiều năng lượng hơn để sưởi ấm. Trạng thái không hoạt động của mặt trời sẽ dẫn tới những biến đổi khí hậu bất thường. Hoạt động của mặt trời có liên quan chặt chẽ đến biến đổi khí hậu. Nhiệt độ và bức xạ từ ngọn lửa của mặt trời có tác động đến hệ thống khí hậu của trái đất. Khi mặt trời không hoạt động, bức xạ mặt trời giảm. Điều này sẽ khiến nhiệt độ trung bình trên trái đất giảm xuống và khí hậu trở nên lạnh hơn. Khí hậu lạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất cây trồng. Đồng thời, khí hậu lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp và phân phối nguồn nước, ảnh hưởng hơn nữa đến sự ổn định của sản xuất nông nghiệp. Hoạt động của mặt trời giảm đồng nghĩa với việc giảm bức xạ mặt trời. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của thực vật. Quang hợp là một quá trình tổng hợp chất dinh dưỡng được thực hiện bởi thực vật bằng cách hấp thụ ánh sáng mặt trời và CO2. Nó không chỉ cung cấp năng lượng cho cây mà còn tạo ra oxy. Tuy nhiên, nếu bức xạ mặt trời giảm đi, quá trình quang hợp của thực vật sẽ bị ức chế. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự cân bằng của hệ sinh thái. Sự phát triển của thực vật bị hạn chế, các sinh vật khác trong chuỗi thức ăn cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến mất ổn định hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học.